Hủy chỗ này cho tao. Cố ta đi, không đến phiền các người làm loạn. Hay giờ cái gì đây? Độc ư? Đây là cực độc hấp thụ linh khí hả? Đừng có đi. Đối phó với ông quá phiền phức. Tôi trực tiếp lên lầu tìm cô gái kia chơi. Tôi yểm trợ mọi người rút lui. Cửa sau bệnh viện làm ra. Các người ở đây chỉ thêm phiền phức. Phòng nghiên cứu làm già. Nhìn xem, chuyện tốt mà lều lỗi đã làm. Đưa tại con thích lều lỗi đó, giờ thì hay rồi. Chà, tượng đồ loạn như vậy, nếu không có anh ấy, thì xảy ra chuyện ai bảo vệ chúng ta? Phòng bệnh VIP, bệnh viện làm già. Tôn Mộ Quân ở phòng VIP trên lầu cao nhất đó, xong vào đó đi. Hả? Sao không có ai? Phòng giám sát bệnh viện làm già. Thổ lỗ như vậy, sao bắt người được? Phải đồng não. Chẳng trách không tìm ra nữ hà gia giúp đỡ. Đến lối ra phía bắc sơ chặn cô ta. Nguy rồi, không có máy móc giúp đỡ. Tôn tiểu thư không chống đợi được bao lâu. Không ổn. Chấp 111. Yến hầu mới bắt đầu. Đừng vội đi. Cứ như vậy Tôn tiểu thư sẽ không chống đỡ nổi. Chỉ có thể liều thôi. Vô. Cái gì? Ơ, không biết chết chưa. Từ lúc nào đã ra phía sau ta? Con rối khí thái của ta vô danh vô thức. Người chết không oan đâu. Nhưng nếu cô làm tôi vui, tâm trạng tốt, tôi xin lấy lại toàn thay cho cô. Anh lưu lỗi là tôi sơ ý. Nếu muốn cứu Tôn Mộ Quân, chỉ đành tự bảo. Hả? Anh lưu lỗi. Mình chính của ta xuất hiện. Thật là đúng lúc. Lưu lỗi, ngươi thực sự xuất hiện rồi. Xông lên cho ta. Ý da. Chỉ có vậy hả? Sương mù lan tràn, các ngươi không thoát được đâu. Ngươi nghĩ như vậy thật sao? Hoặc ba tiêu, bác phẩm hạ giai, hoặc phong vũ linh. Chấp 112. Không khói. Tốt lửa trung như anh Kỳ cũng không dễ dàng thoát được khỏi xương độc. Lại bị lãnh một mảnh phù dao thổi đi như thế. Đây là thần khí gì? Dựa vào pháp bảo mà thôi. Thử chiêu này đi. Hả? Cẩn thận, đây là độc bào tà trùng. Một khi bị trúng độc dịch của nó dính vào, xương cốt sẽ không còn. Hả? Cái gì? Vừa rồi cô nói gì chứ? Không có gì. Cô gái là cô ép tôi triển khai toàn bộ hỏa lực, chỉ dành cường công chính điện. Đến đây, chối mắt, ẩn nấp. Không bảo đáng. Ở đâu ra con lắng to như vậy? Đợi khi họ tránh đi, mình có thể thừa thắng truy kích. Vừa hay, có thể thử tổ hợp kỹ. Tật phòng tấn lôi. Ây à, sao quẻo hết thế này? Quả nhiên, chính diện không đắc thủ. Nhưng điều này cũng nằm trong kế hoạch của mình. Lực chú ý của hắn ở chính diện, mình càng dễ ra tay. Chỉ cần cô gái tồn già chết, chúng ta coi như toàn thắng. Hả? Anh lưu lỗi nhờ tôi phải bảo vệ Tôn tiểu thư cho tốt. Sao có thể để ngươi dễ dàng thành công chứ? Suýt nữa bị cô dọa. Không ảnh cô chỉ đang ra vẻ thôi. Cô chẳng qua chỉ là con gà yếu vừa mới trúc cơ, cầm lấy vũ khí cực phẩm ra vẻ thôi. Đánh thêm vài lần nữa sức lực của cô sẽ cạn kiệt. Cô gái này và vũ khí tôi đều muốn lấy. Chấp 113. Anh lưu lỗi, có bảo vệ Tôn Mộ Quân, những chuyện khác này giao cho tôi. Giao cho ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ? Lấy cái gì đối đầu với hai kim đan kỳ đỉnh phong như chúng ta? Lấy đan dược ra. Lấy dược liệu thôi. Đùa, đùa gì vậy? Uy lực đã là nguyên anh cảnh rồi. À, còn chưa hiểu sao. Lúc trước chơi với các người lâu như vậy, chỉ là để mạnh đề tiểu thư luyện tập mà thôi. Đừng nghĩ hắn phù trường thành thế, uống dược mà thôi. Chống đỡ một lúc sẽ bị phế thôi. Sấm sét. Hiệu quả dùng dược của người đã xong đến rồi ta. Đã xong đến ta. Hại quá lại thêm một bình nữa. Ây da hết rồi. Mẹ nó, ta làm ma cũng thông tha cho tề gia.
Bảo chúng ta làm việc cũng không nỡ cho chúng ta hai bình dược. Gấp gáp mà làm ma như vậy không muốn sống sao? Chút giấc ngộ này cũng không có, sao có thể lăn lộn? Ta không giết các người có thể đi. Người có ý gì? Cái hạ độc gì trên người chúng ta? Ta bán cho Tề gia ơn nghĩa thôi, chuyện này đến đây là kết thúc đi. Thật sự thả họ đi, nhưng mà giúp ta gửi lời chào Tề gia. Nợ trước đã trả, họ nghìn đền chiến. Họ không quan trọng là Hứa Sương nói với anh. Lâu mai quạt gió thổi lửa sau lưng Tề gia. Xem ra công việc Ngô Thiến anh vĩnh viễn không thể để yên tĩnh. Còn có mặt mũi chuyển lời lâu lỗi này hoàn toàn không tối ta ra gì. Tề gia đừng giận, giáo vị lâu lỗi tài đại khí thô này sau lưng nhất định có người. Bất cả sau lưng hắn là ai, thường độ vẫn do tôi định đoạt. Tề gia lâu lỗi có thuốc cho tôi cũng có. Đây là vội luyện đan sư, không có cao nhân giúp đỡ. Ông cho rằng tôi và mẹ tôi sao có thể giải quyết chuyện cha của Diêu Lỗi? Đáng tiếc. Phần tâm tư, nó không chừng Lâu Lỗi đã tìm ra thuốc giải. Cho dù có thuốc giải, Tôn Mộ Quân cũng khó khăn khôi phục lại trạng thái trong thời gian ngắn. Tôi tự có diệu kế khiến Tôn gia nội loạn. Trong siêu thị Lưu gia, anh Lưu Lỗi, Tôn tiểu thư đã trong Tôn gia tĩnh dưỡng hồi phục. Chiều nay sẽ hồi phục vì gia. Lần này cô vất vả rồi. Nói đi, muốn tôi giúp cô thế nào? Cô muốn làm gì? Ây da, đây chính là lời nguyện của Hà Gia. Hơn trăm năm trước, Hà Gia đã tội với một vị cao nhân, một trưởng đánh vào bụng của trường lão Hà Gia. Từ đó về sau, mỗi huyết mạch Hà Gia, vùng bụng đều có phong cấm, khiến Hà Gia không thể xuất hiện Nguyên Anh kỳ nữa. Mà cầu thí tinh dẫn dắt tôi có thể phá được cục diện này, chỉ có anh Lưu Lỗi. Nhưng tôi không biết phá giải lời nguyện. Cách phá giải lời nguyện của tôi đã có, chỉ thiếu 3 dược liệu. Đầu tiên là cực phẩm vần chỉ hiếm có. Ồ, cái này thì tôi có không ít. Giúp cô tìm được thì còn được, nhưng chúng tôi phải ký hiệp nghị đề phòng cô nuốt lời. Mắt cầu dược tất có được kiểm tra qua, cô ta không nói dối. Cô không nhìn nội dung của ước sao? Anh Lưu Lỗi không bạc đãi người bên cạnh mình đâu. Còn hai loại dược kia thì sao? Hai loại dược còn lại thì càng khó tìm hơn. Alo, Tôn lão gia, chi vậy? Lưu Lỗi, mau đến Tôn gia. Tiểu quân quân muốn tự sát. Điện dưỡng thương Tôn gia. Tôn lão gia, cho tôi đến rồi. Tiểu quân quân giữ được cái mạng rồi, nhưng phần tâm tường khiến công pháp mất hết. Bây giờ còn mất hết công pháp, còn gọi họ đến cười con sao? Tôn tiểu thư, nếu chúng tôi có thể cứu cô tỉnh lại thì nhất định sẽ giúp cô hồi phục công pháp. Cô muốn châm chọc tôi phải không? Tôi luyện nữa liệu có nhanh được bằng thiên tài như cô không? Đều là bạn bè, tu luyện không màng nhanh chậm. Đủ rồi, coi tôi như mù mắt sao? Nhất định giúp mạnh gia độ kiếp, các người cút đi. Cô ấy tức giận rồi, chúng ta nói gì cô ấy cũng không nghe. Đây, chị. Tôi nói chị trốn đi đâu thì ra là ở đây. Tôn Lãng Sách, cậu đến đây làm gì? Nhìn kia đi, đây là lệnh bài khiêu chiến tổ truyền Tôn gia. Tôn gia tổ huấn, người có lệnh bài này có thể khiêu chiến thân phận người kế thừa Tôn gia. Lệnh bài này hàng thật giá thật, tổ huấn không thể làm trái. Tiểu nhân bỉ ổi. Nếu lệnh bài này là thật, bây giờ chị phải nhận khiêu chiến của tôi. Yên tâm, tôi thắng sẽ không đuổi chị đi đâu. Tôi sẽ giữ chị bên cạnh ngày đêm sỉ nhục. Này thì sỉ nhục, đáng tiếc cậu không thắng được. Chấp 115. Lưu Lỗi, đây là chuyện Tôn gia, cậu không có tư cách nhúng tay. Tôi đang giúp cậu khiên Tôn Mộ Quân tiếp nhận khiêu chiến. Thì tôi đi, tôi có cách khiến cậu cô thắng cậu ta. Được, tôi đánh với cậu một trận. Đồng ý rồi sao? Thấy sợ rồi. Có thể không đánh. Đánh sao lại không đánh? Cơ hội tốt như vậy mà không đánh là đồ ngu. Sân đấu võ, tìm được một thằng đàn ông thì muốn kéo lên sao? Rơi ra ngoài sàn đấu ngã xuống đất, không đứng lên được trong 10 giây, hoặc là chính miệng nhận thua coi như thua cuộc.
không được làm hại đến tính mạng. Vô, lệnh bài khiêu chiến người thừa kế tôn gia có hiệu lực, bắt đầu quyết đấu. Chỉ hơn tôi không biết bây giờ tôi mạnh thế nào đâu. Thích sát địa ngục hả? Sớm chiều thua còn gì phải khổ sở ở đó bị dọa cho mất mặt hả? Cái gì thế? Đòn tấn công của cậu hoàn toàn vô dụng. Hay dạ, thật sự là gơ sang tiếng Ý. Thứ này hoàn toàn có thể phòng ngự đòn tấn công trúc cơ kỳ, chỉ mình kiếm đầu ra thôi nhỉ. Giá trời đen, ngay sau tiền y 2,8 tỷ, có tiền chắc gì đã mua được. Chẳng qua chỉ có thể phòng vệ thôi, công pháp vẫn không theo được. Vậy sao? What? Đây là tố thần dược chỉ thân cấp phần Tây. Chị, có nhiều vũ khí đắt giá vậy sao? Giá trời đen, khí đạn lên khoảng 250 triệu. Khiêu chiến tôn gia không thể thêm vị chị ta như vậy. Tôn gia không hề giúp Tôn Ngộ Quân là tự con bé kết duyên có được cho phép sử dụng trong trận chiến. Ây da, nhưng công pháp có thể chỉ không được thăng cấp, hoàn toàn chỉ là một thành gỗ. Chẳng phải cậu tự đưa đến cửa sao? Tôi thử xem phòng ngự cao hơn. Không không, tôi đầu hàng. Ây da. Tôn Lương Sách mất ý thức, Tôn Mộ Quân ưng thắng. Chị bơ mà, lần này mới nhờ có Lưu Thiếu Tôn lực giúp đỡ, mấy tỷ không phải con số nhỏ. Tiền ở chỗ tôi hoàn toàn không thành vấn đề. Tôn Bộ đều tăng hưởng hàng thực phẩm, tôi phải trả ân tình này cho anh thế nào đây? Lý Thần báo đáp đi. Tôn Mộ Quân có thể thắng được đều nhờ vào pháp bảo trợ giúp của Lưu Lỗi. Pháp bán vũ khí, pháp bảo số lượng lớn, hắn chắc chắn có liên quan đến dị giới. Chapter 16. Hao Trạch Lưu Gia, mọi người xem, đây là video tôi quay được. Lưu Lỗi không thoát khỏi liên quan đến dị giới. Chẳng trách hắn có thể đánh bại Lưu Thế Vũ, phá tầng giải tâm tư. Thì ra hắn là sư huynh, Vương Hằng của tôi phá giải phần tương tâm. Chúc mừng Vương Đại Tiên, lần này về dị giới có hy vọng rồi. Thế nào, muốn đuổi tôi đi như vậy sao? Sao lại có thể? Ngài giúp tôi cướp sản nghiệp Lưu Gia, tôi hầu hạ ngài thuộc không kịp. Cứ lợi dụng tờ hữu dò thám thực lực của Lưu Lỗi đi. Chúng ta phải một lần giải quyết được hắn, chúng tôi sẽ không khiến ngài thất vọng, Vương Đại Tiên. Trong cửa tiệm Lưu Gia, sao sao, xuất phát rồi sao? Tôi sẽ qua đó ngay. Hả? Kiểm tra thấy cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới, túc chủ còn một vòng, một tháng, bán được một khối linh thạch thượng phẩm ở dị giới, phân thưởng thời gian, lưu lại dị giới tăng thêm 2 tiếng. Cũng chỉ là một khối linh thạch, hoàn thành nhiệm vụ ngay mà chẳng có chút khiêu chiến gì. Nhắc nhở thân tiện, bởi vì túc chủ bắt mạng, độ khó của nhiệm vụ quá thấp, nhiệm vụ lập tức thăng cấp. What? Nhiệm vụ mới, bản thăng cấp, túc chủ còn trong vòng một tháng bán được 100 khối linh thạch thượng phẩm ở dị giới. Cái quỷ gì vậy? Đột nhiên tăng độ khó lên gấp trăm lần. Phân thưởng cũng sẽ thăng cấp không hạ, chớ thời gian tốc chủ lưu lại dị giới. Ngươi tưởng ta tùy tiện nói độ khó nhiệm vụ thấp quá sao? Tôi phải mở rộng sản nghiệp để Lưu Gia trở lại đỉnh cao. Để đó đi, Ngô Thiến, tất cả mọi chuyện bà làm với Lưu Gia, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội. Cậu còn có mặt mũi đến đây sao? Phớ tích bệnh viện Lâm Gia, tích lũy mấy đời của Lâm Gia cứ bị hủy như vậy đấy. Tôi đến đây giải quyết chuyện này, Sảo Sảo. Xin chào, tôi là Hàng Sảo Sảo của công ty thiết kế Văn Dịch. Công ty thiết kế Văn Dịch đạt giải thưởng thiết kế kiến trúc quốc tế sao? Tất cả chi phí bao hết xây dựng lại bệnh viện Lâm Gia so với kỳ trước chỉ tốt chứ không kém. Thiết kế Văn Dịch có tiền cũng không mời được. Mạng lưới quan hệ của Lưu Lỗi sâu không thể lường. Mấy tháng này công việc của ngài không thể làm được, đây là 1 tỷ bồi thường. Vậy cậu thì sao? Cậu còn gì? Để Thu Nhã cùng đến ôm tuyền nghỉ mát. Quả nhiên vẫn mê mạng sắc đẹp của con gái tôi. Con gái đi chơi vui vẻ nhé. Nhưng cậu ta cho quá nhiều tiền, mình hoàn toàn không thể từ chối. Tuy mình cũng muốn đi ôm tuyền, nhưng anh Lưu Lỗi giúp mình vào công ty thiết kế Vạn Diệp,
Mình phải báo đáp anh ấy. Anh lưu lỗi chúng ta đi hẹn hò. Em mặc thế này có đẹp không? Mọi người nói xem có đẹp không? Đẹp. Ây da, đây đã. Nhiều người hẹn hò như vậy sao? 117. Chúng ta tới biệt thự này 3 ngày. Mọi người cứ chơi thoải mái. Lẽ nào chúng ta ngâm xuống nước nóng đông người như vậy? Yên tâm, nam nữ chia ra. Vậy sao? Uống cho em hôm nay mang theo đồ bơi xinh đẹp muốn cho anh lêu lỏi xem. Không sao, không sao. Chúng tôi có thể xem giúp anh ta. Cấm miệng. Lần này, gọi mọi người đến đây thật ra có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Phòng họp. Tôi muốn báo thù Ngô Tiến. Có lẽ sẽ có nguy hiểm nhất định, không muốn tham gia. Bây giờ có thể rời khỏi. Muốn đi sẽ không lên xe quanh. Đừng vòng vo. Nói chính sự đi. Được. Tôi muốn kéo sản nghiệp tu luyện vào vòng thương hội thường đột. Phân vũ khí. Sao sở. Phụ trách thiết kế. Mánh giao phụ trách con chip lắp đặt bên trong. Quá hiện đại. Xong rồi thì giao cho điện tử. Gia nguyên chế tạo thành vũ khí tiền pháp hiện đại. Hướng đi của dược phẩm. Lâm gia phụ trách chế tạo. Tôn gia sẽ tiêu thụ. Đại ca, còn tôi? Sao anh lại quên chúng tôi chứ? Các người đều là thành viên của động sự. Võ Vinh Ninh, cậu phụ trách kiểm tra vũ khí. Hứa Sương, phụ trách giám sát an toàn sản xuất. Tuy nhiên, yêu nữ thích hợp thám thính các tin tức ngoài lề, tôi cần cô trợ giúp hết sức. Vâng, lưu lỗi Sama. Sama, các người đang chơi trò gì vậy? Phân phối, có phần tôi đã viết trong hợp đồng. Để chính thức hợp đồng, tôi sẽ cho mọi người một phần quà lớn thần bí. Quà lớn gì? Tôi muốn vũ khí cổ phẩm. So với vũ khí cổ phẩm thì tôi muốn chính anh làm lễ vật hơn. Bốn cô đồng thanh. Hàng lang ôn tiền. Đi ngâm nước nóng thôi. Trở về nói sau. Bye. Xem ra trong lòng lôi lội vẫn chỉ có cô ấy. Đừng buông bã như vậy. Thích thì cứ can đảm theo đuổi đi. Hả? Cô là... Tôi là sứ giả chân ái. Để cổ vũ cô theo đuổi chân ái. Cô không cố gắng theo đuổi, cái gì cũng không có được. Nhưng nếu cô theo đuổi, ít nhất không khiến mình nuối tiếc. Đi đi, thiếu nữ. Hai người đàn ông còn lại vẫn mang uống rượu, trò chuyện từ giữa trong mảnh phụ giao là cơ hội tốt nhất của cô. Ơ, đây là... Tôi mặc cái này có khi nào không hợp không? Đàn ông thích như vậy đấy. Cô vũ người ta cướp tình yêu thật là sảng khoái. Sao lại chảy máu mũi? Ây da. Hết chuyện. Muốn biết lêu lỗi. What? Chuyện gì đây? Sao cô lại nghĩ trang thành Tôn Mộ Quân thế? Cô ấy sẽ không xấu hổ như vậy. Tôi là người thật mà. Tôi đến cảm ơn anh. Vậy sao? Ánh mắt có tàu tất ứng. Quả thật là cô ta. Có thời gian này anh đã cứu tôi 3-4 lần. Tôi nên cảm ơn anh thế nào đây? Tốt thật, học cách cảm ơn rồi. Tai thọ cũng dễ thương thật. Anh còn cười tôi sẽ giận đấy. Cùng lúc này hồ tắm nữa, cách một bức tường. Hay, vẫn là năm nước nóng thoải mái. Tôi biết bây giờ anh chẳng thiếu gì cả. Hay là tôi giúp anh trả lưng. Tôn tiểu thư chủ động như vậy, tôi không thể làm mất hứng. Tôi khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí. Anh mau quay qua đi. Chắc không phải cô thích tôi rồi đấy chứ. Ừ, cuối cùng cũng đã nói ra được rồi. À, đây. Lúc trước tôi tức giận với anh là tức giận mảnh phù giao kia luôn quan trọng hơn tôi. Tôi muốn lêu lỗi Insama. Hả? Bên kia có nhà vệ sinh, cô trốn trước đi. Lêu lỗi Sama, tôi đến phục vụ anh đây. Đừng gọi Sama nữa. Anh có thể giúp Hà Gia. Tôi gọi Cam Tâm Tình Nguyện. Ngô Thiến chưa diệt. Tôi không có thời gian yêu đương. Lưu lộ Sama, tôi biết trong lòng anh có người, nhưng tôi không cần danh phận. Đêm nay, tôi chỉ muốn phục vụ chủ nhân, để chủ nhân thỏa mãn cả người sảng khoái. Trong nhà vệ sinh, cô ta sao lại như vậy? Yêu nữ này thật không biết xấu hổ. Cô muốn làm gì? Yêu nữ Hà Gia chúng tôi không phải hư danh. Đêm nay, tôi sẽ khiến anh dục tiền dục tử. Ai da, thoải mái quá.
dám động đến lưu lỗi của tôi. Chủ động hơn mình nhiều. Không, bây giờ ra ngoài nhất định sẽ bị cười nhạo. Sắp sụp đổ rồi, nhà vệ sinh ở Nam. Nhà vệ sinh Nam ở đâu? Lúc này đại sảnh không có mấy cô gái, đúng là trống trải, cô đơn lạnh lẽo. Tại sao lại chia ra ngâm nước nam nữ chứ? Lưu lỗi vì để ý đến danh tiếng của mấy cô gái, đúng là chính nhân quân tử, cảm động, tôn kính. Cạn ly. 119. Hai, trong đêm tối cô đơn này, anh có muốn biết tại sao tôi lại tu luyện không? Tôi tưởng tu luyện chỉ cao lên, kết quả trở thành lùn của biết quả công. Người anh em, nếu lúc đó chúng ta có giống như anh lưu lỗi, có nhiều phụ nữ quay quanh như vậy thì tốt quá rồi. Tôi có đối tượng rồi, thân hình tốt, rất xinh đẹp. Quách, mập như vậy mà có người yêu rồi, ta thì sao? Người chiến thắng là nhân sinh, hay là đưa em gái của anh cho tôi với? Anh còn dám có ý định với em gái tôi? Người no không biết nỗi khổ của người đói, siêu phẫn nộ của độc thân. Tôi đánh chết con cốc ghẻ không biết xấu hổ anh. Ây da. Công trình bệnh viện làm gì? Như vậy có thể giúp anh lưu lỗi rồi. Cũng không biết anh lưu lỗi có mình không có mình bên cạnh, có cảm thấy cô đơn không? Ây da, chuyện gì đây? Thoải mái quá. Thế ra là đang sơ bớp. Lưu lỗi, anh chưa từng ngâm suối nước nóng sao? Thoải mái đến như vậy sao? Em chưa đến cảnh giới của anh thoải mái này. Nói ra, em không thể hiểu đâu. Nào, tôi thích nghe anh kêu to hơn nữa. Thầy tăng sơm sức. Có người hầu nào như cô chứ? Dừng đi mà. Lưu lỗi, anh ở bên kia, nói thầm gì đó. Lẽ nào có người khác bên cạnh anh? Chị Gia Giao, em đến đây. Lưng của chị Gia Giao đẹp quá, để em giúp chị trà lưng. Được, xong rồi chị sẽ giúp em. Xem ra, tâm tiểu thư khiến lưu lỗi rất thoải mái. Tình yêu tây bạc cấm đón khiến mình cảm thấy phưng hấn quá. Sau lưng truyền đến khí lạnh, tương rằng tôi không dám phản kháng. Chủ nhân, nếu anh chủ động như thế, muốn làm gì tôi cũng được. Ai chả muốn nhỉ? Các bạn độc giả của mình cũng muốn nữa là. Đừng náo nữa, mấy cô gái, các cô chỉ biết lấy tôi làm niềm vui. Bởi vì mỗi một cô gái ở đây đều được anh giúp đỡ. Tôi đại diện Hà Gia, cảm ơn anh. Vô. Nếu không phải là anh, lời nghiêng chị Hà Gia sẽ không biết khi nào mới kết thúc. Bây giờ ít nhất có thể nhìn thấy hy vọng. Có người đến rồi, cù một trốn đi. Được. Ây da, lại gặp luôn một cặp này rồi. Giống cái tình huống trong trình trì quá nhỉ. Hình như mình đã quên mất cái gì đó. What? À, thì ra là cô ta. Sắp trong 20. Trong nhà vệ sinh yên lặng như tờ. Chẳng trách lơ lỗi nói nhóm phụ nữ. Thì ra tôn tiểu thư còn chủ động hơn tôi. Chẳng phải cô cũng đến sao? Tôi có thể không cần danh phận. Tôn tiểu thư là nhà lớn, gia nghiệp lớn. So với tôi, đúng thật là nở mặt. Đừng tưởng cô cứu tôi một mạng thì cô có thể đắc ý. Tôi còn nợ chưa tính hại với Hà Gia. Giờ tôi là nữ hầu của anh lâu, cô nỡ ra tay với tôi? Đi, đi. Dùng pháp thuật của cô tìm một chỗ rộng rãi, chúng ta quánh nhau. Ây da, giọng nói của phụ nữ. Lại thêm người thứ ba. Anh lưu lỗi, em có thông thân, em không có thân hình đẹp như chị Giao Giao, anh đừng chê. Em nguyện ý đối đãi chân thành với anh. Đồ của Lâm Gia anh muốn thì đều cho anh. Đừng, không được, không đáng. Không ngờ lưu lỗi cầm thú như vậy, đứa nhỏ như vậy cũng không tha. Hay, cô ta là đại tiểu thư Lâm Gia, chỉ nhỏ hơn cô mấy tuổi thôi. Hơn nữa, người thích chủ nhân còn có thiết kế thiên tài, hàng xảo xảo, em gái điên cuồng Lâm Vũ Hy nữa. Ây da, cô nói thêm một câu nữa tôi sẽ đánh cô thật đấy. Tôi nói thì thật thôi, cô kích động gì chứ. Tôi có thể chấp nhận anh ấy lăng nhăng. Ây da, gì thế nhỉ? Chắc đột nhiên cảm thấy nhà vệ sinh đó cử động. Là cô vừa vào ôm tiền, chóng mặt gây ra ảo giác đó thôi. Nói vậy thì quả thật có hơi chóng mặt. Anh lưu lỗi, cơ bắp anh rắn chắc quá, giống mệt như trước đây chúng ta đi bơi. Lúc đó em bị trật chân, là anh lưu lỗi không màng tất cứu cả em. Lúc đó à? Lúc đó tôi còn có hồn ước với Mạnh Phù Giao. Đừng nói nữa, giờ anh không còn bị trói buộc nữa. Hơn nữa, chúng ta đã thành trưởng thành hơn trước, có thể tự quyết định tương lai. Thu Nhã, thật ra tôi vẫn luôn coi em là em gái.
Em sẽ trưởng thành, càng trưởng thành hơn mảnh phù gia, sẽ xứng đôi hơn với anh lâu lỗi. Cô gái này thật sự dám dính chặt mãi không buông. Giờ không có ai khác, có cần tôi giúp cô đánh cô gái đó không? Còn cần cô giúp sao? Một mình tôi sẽ xử lý được. Chúng ta không đánh không quen, quay về giới thiệu em gái tôi cho cậu được hay không phải xem tạo hóa của cậu. Cảm ơn anh vợ, hạnh phúc của tôi nhờ cả vào anh đấy. Mọi người đến rồi, người thứ ba cuối cùng cũng vào luôn rồi. Ây da, hả? Chị quay mỗi cái nhà vệ sinh tôi á? Hay hết chuyện rồi. Các anh em muốn biết thêm chi tiết thì hãy đợi chấp sau nhé. Cảm ơn các bạn rất. Anh lỗi, sao anh chỉ có một mình uống với mấy anh em đi? Nào nào, cạn một mình. Cậu đã uống qua rồi, tôi không cần. Có giữ lại đầu phộng ngâm rượu cho anh đi. Cậu múc ra ở đâu vậy? Phía bên nam ồn ào quá, cho chúng ta còn ba người nữa đâu. Ây da, thiệt là phúc quá đi. Có lẽ đang đấu địa chủ. Rồi, hả? Không được nói chuyện này ra, đây là bí mật của chúng ta. Không sao, nói ra rồi tôi cũng không sợ. Cô cấm miệng. Thì ra họ còn ra tay nhanh hơn mình. Ở đây có ba em luôn, hơn nữa thân hình cũng đẹp nữa. Thua rồi. Trong rừng nhỏ, mấy cái thứ này của cô có được không? Em trai phế vợ của cô không dễ đánh, chi bằng để người của ông và bà bối của tôi làm nóng người xem. Ây da, sói đâu ra lắm thế này. Nuôi à, u suối nước nóng nam. Uống rượu rồi, ngâm nước không tốt cho sức khỏe. Các cậu lạnh, sối nước lạnh. Lát nữa ra ngoài, sẽ uống với các cậu. Vậy, vậy thì còn được. Thôi nguy rồi. Tôi muốn đi vệ sinh. Mình, ở chỗ kia kìa. Nghi rồi. Anh ta sắp qua đây rồi. Đợi đã, bây giờ không được đi. Anh lỗi, em không nhịn nổi nữa rồi. Cái đó bên cạnh còn có cái suối nước nóng nữa. Lỡ bay mùi qua đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh mình, thần võ của cậu. Anh lỗi, em thực sự không chịu nổi nữa. Anh lỗi, em rất kính trọng anh, nhưng không có gì, sẵn khối bằng đi ở kịp thời. Bỏ hình đỡ, cứ đi. Có gì anh canh cho. Chuyện gì thế này, cũng không cần phải lớn tiếng như vậy. Không gì sướng bằng chỉ ở đái kịp thời. Anh hứa, đại ân đại đức của anh, cả đời tôi không quên. Đây là 122. Không hổ là nhà vệ sinh của biệt thự, thèm quá. Đại sảnh nghỉ ngơi. Các cô nợ tôi một lần. Cấm miệng. Tôi không ra ngồi cũng không sao. Tôi với anh lỗi là quang minh chính đại. Hay là tôi đưa hai người về lại đó, có thể nhìn anh trai nhỏ đi vệ sinh. Đừng mà. Đều ở đây à? Sao ở phòng khách mặc đồ bơi vậy? Cái này chắc là trừng phạt khi họ chơi đấu địa chủ. Đấu địa chủ mà cả ba người đều thua. Trong rừng trúc, ở vị trí này có thể quay rõ ràng lâu lỗi rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Tốt lắm. Cái gì? Nếu không phải lát nữa giữ lại một chút đối phó với lâu lỗi, tôi phải giết chết đám quái vật này. Mục tiêu của chúng ta là lâu lỗi. Đừng có quấn đấu với đám súc sinh này. Ông Tề, xin hãy nhận lấy. Được, tôi sẽ phái người đi rồi. Cô mau đảm bảo đám súc sinh của mình đi theo đi. Hai vị không đi sao? Nếu có thợ thằng cấp nguyên anh, còn gì ở đây chịu tổn thất? Dù sao, hôm nay cô cũng chỉ muốn thu thập số liệu thôi, đúng không? Vẫn là Tề gia suy nghĩ sâu xa. Tề gia, xong một người rồi. Cái gì? Tội thằng nhỏ chưa kịp lâu lỗi, tôi muốn giữ lại ra tay cuối cùng để hắn ta nếm trái mùi vị tuyệt vọng khi bạn bè thân thiết bị giết hết. Tin báo về rồi, người của tôi thắng rồi, cỡ tiếp. Phải xem cô đấy. Vâng. Biến hình. Quá ghê. Wow. Sao cộng lên, sao không lên tiếng? Không nghe thấy sao? Võ Hình Đệ, Võ Vĩnh Ninh. Dạ, Võ Vĩnh Ninh. Không còn thở nữa rồi. Đều tại tôi. Kẻ địch còn ở đây, đừng có nói nữa. Đưa cậu ta đến đại sảnh tập hợp. Chúng ta bị tập kích rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Nhìn thương thế này, rõ ràng là bị người ta dùng châm độc.
rất có thể là người quen. Là Hà Hưng sau khi ông Mảnh đồ kiếp, xong rồi thì không thấy người đâu nữa. Hà gia, các cô đúng là nhân tài. Đêm không trăng đầy sao? À, bên ngồi, si bị cắn hư rồi. Trời đất, còn gì đây? Sao lại có người sói ở đây? Vào, Tôn Mộ Quân, Hà Hoàng Hồ, các cô phụ trách bảo vệ Lâm Thu Nhã viên hiệu ốc. Tôi và Hứa Sương sẽ giải quyết đám súc sinh đó. Anh Lỗi, cô đừng có chạy lung tung, anh ấy có thể giải quyết. Thu Nhã, giúp tôi mở nhật ảnh máy tính, camera, tất cả ngóc ngách trong phòng. Được. Rút đao, không còn phải phiền như vậy đâu. Xem đây, lâu quan lĩnh vực. Có từ lĩnh vực là đã thấy dữ rồi. Hả? Chỉ là mấy cái con ông độc này tôi có thể giải quyết được. Lâu Lỗi ra ngoài rồi, đối phó với ngưỡng người phụ nữ này, con chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chết thêm một người nữa đi. Hả? Cái gì? Còn ông biết nói sao? Hả? Đã nói là có nhiệt ảnh rồi, con muốn đến chịu chết ư? Thật đấm. Chết nè con. Đánh từng con chậm lắm. Lôi quang tử bảo. Lâm em. Hử? Bót rồi. Sao kỳ vậy? Bót sói mà đây là bót gấu chứ. Tao 123 24 chứ. Cái con sói mặc độ nguyên tuyệt diện này phong ngữ. Hứa Sưởng, cẩn thận. Hử? Mày lão hở chó. Vậy là xong rồi. Không đúng, đòn tấn công của họ sẽ không đơn giản như vậy. Trên đỉnh núi Tề Gia, ông xem bây giờ tiêu hao thể lực của họ, nếu ông lại ra thêm sức, chẳng phải đã đoán được Lâu Lỗi không có cách đối phó với tuyệt diện thể sao? Vậy là đủ rồi. Hay, ông không bỏ ra gì cả đương nhiên là đủ. Chỉ là mấy cái trò vặt vãnh, độc dịch của ta hoàn toàn tiến hóa. Hả? Cái gì? Ngươi thử cử động xem. Bàn tay trong tim. Đúng là xuyên không gian mà. Lần trước Lô Lỗi không lấy mạng ngươi, ngươi lại nhất định muốn mang đến, phải không? Anh ấy là quý nhân của Hà gia chúng ta. Ơ, có gì thì từ từ nói, chúng ta đều là người Hà gia. Ai phải ngươi đến? Nói ra, ta có thể tha cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Huynh. Cái gì? Nát đầu rồi sao? Ta không thích người nói nhiều. Đối xử thế nào? Đáp lễ lại thế đấy. Ăn lại đi. Ừ, né được rồi. Lưu Lỗi, ngươi đừng hòng hóng hết. Đừng có manh động. Lưu Lỗi, ngươi đừng có quá đắc ý. Xem chiêu. Ừ, màu mè hoa lá cành. Lôi điện. Ây da, có một chiêu đã xử lý được nó rồi. Tề Hữu, ông nhìn. Tôi nhìn ông lâu rồi. Hả? Dám giết anh em của tôi. Hôm nay tôi phải bắt các người nợ máu trả bằng máu. Tập 125. Lâu Lỗi, cậu tổn hại một người, tôi mất hai người. Thật sự đánh nhau chúng ta không có ai có chỗ tốt, chỉ bằng dừng ở đây đi. Hả? Tôi cho phép ông nhát gan vậy sao? Cái gì? Ông đi là lúc đầu là rất là ghê gớm mà bây giờ chỉ có một chích thôi. Cậu ta chẳng qua là kim đan kỳ đỉnh cao, ông là nguyên anh kỳ sợ cái gì chứ? Giết cậu ta. Tuân lệnh, con cậu muốn tìm không? Không, không dám. Biến thành quái quật rồi. Hử? Biết tại sao tôi là kim đan kỳ kính cao không? Chính là để bất kỳ lúc nào cũng có thể mượn thiền lôi. Độ kiếp. Đây là độ kiếp trong truyền thuyết sao? Hử? Xem chiêu. Ghê chưa? Ông có răng nanh kiếp quá. Hử? Ngươi ngay ra đó làm gì? Lên đi.
cứ nhìn sáng cả màn hình. Sấm sét cuối cùng này để lại cho cô đấy. Muốn chạy? Mình còn tưởng bọn họ có tờ kiến sức lực của Lều Lỗi hào phí, quả nhiên nên nghe Tề Gia chạy đi đâu. À, may mà mẹ cho mình hộ thể tiên y. Bây giờ cậu ta sau khi độ kiếp, nhất định chỉ còn chuồn đi thì vẫn còn kịp lúc các người ra tay, nên nghĩ sẽ đến có ngày này. Ồ, hoặc ba tiêu. À, cậu dám cắt đứt kinh mạch của tôi, mẹ tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Vừa khéo tôi cũng định giết chết bà ta đây. Những sỉ nhục Lầu Lỗi tôi từng chịu, tôi sẽ trả lại cho mấy người gấp trăm lần. Ờ, lần sau đến bà. Chuyện gì thế này? Vương đại sư, kinh mạch con gái tôi đứt rồi, ông phải giúp tôi báo thù. Lầu Lỗi không đáng sợ, chỉ là tổ trạch của hắn khiến ta có hứng thú. Thế như ta điều tra, chỗ đó có thể thông đến dị giới. Hơn nữa, còn cho Lầu Lỗi đại trận phòng vệ đẳng cấp cao. Chúng ta để thêm 2 tuần nữa để ta nghiên cứu xem làm sao phá giải trận pháp đó. Đến lúc đó, ta có thể trở về dị giới. Vương Kỳ, hóa thần đỉnh cả. Hắn ta chỉ là một nguyên anh kỳ, hoàn toàn không đáng để sợ hãi. Tưởng điện tử Lầu Lỗi. Nhân lúc đối phương thời gian này không có đồng tĩnh, nhanh chóng sản xuất lô hàng đó. Tăng lương gấp 3, gấp 5. Anh núi. Rồi nhé anh lôi. 2 tuần sau, cốt ra. Ngôi siêu thị lâu dài. Lầu Lỗi, mau cút ra cho ta. Quả nhiên có màn trắng. Tứ tượng tàn vân phá. Không suy nhiên. Ờ, tan rồi chứ. Người đã chạy trước rồi à? Phá không trảm. Ờ, cuối cùng ta cũng tới về nhà rồi. Từ nay về sau, tất cả của người đều là của ta. Xung phong, núi thành lập. Dùng vũ khí của thượng tiền bàn cho, xung phong. Cái gì? Người tu tiên cầm AK-47 rỉa. Có thật không vậy? Thần khí của thượng tiền thực sự khiến ta đại khai nhãn giới. Súng linh khí tự động. Ngày dẹp loạn thú, núi thành làm. Sẽ không xa, tất ta nhất định sồi báo cho thượng tiền hậu ảnh. Ngon quá. Tổng cộng 2 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Như vậy sao được chứ? Giảm thiểu tương vong, tăng chiến lực cho cổ tường quốc chính là đại ân. Tượng tiên, đừng có từ chối. Ta sẽ phái người đưa đến phủ của ngài. Được rồi, vậy thì đã tạ họ tướng quân. Vách tài rồi, Sơn Đạo. Chuyện gì đây? Hay trên Lưu Lỗi, dựa vào chút tài rách này đã nghìn ngạc lừa gạt. Ở cổ tường quốc ta, hôm nay ta phải thanh trời hoành đạo. Thiên Phượng Quân Tập. Cái gì? Đây chính là công pháp chính lực 2 đẳng cấp. Thượng tiên, chính hắn đã đánh chồng ta bị thương. Một hấp thụ lôi thú này xích hồn mà ta sinh ra, báo thù cho ta. Cảm ơn, ta sẽ không bỏ qua chồng ta. Hấp thụ lôi pháo tinh hồn. Nhập tập 27. Chỉ còn bây giờ giết hắn, mình còn có hội hấp thụ xích hồn của hắn. Vô. Mày hả con? Nguy rồi, thượng tiên xảy ra chuyện. Nghe nói thượng tiên bị đánh lén. Nhanh nhanh nhanh, mau chóng cứu thượng tiên. Chẳng qua chỉ có vậy mà thôi. Được rồi, bắt đầu quen với sức mạnh này rồi. Hai tay phát sáng. Ông này cũng có cái vũ khí hiện đại nhỉ? Quá chậm. Ơ. Là thiểm diệu dược động của cổ thường quốc. Coi thường ngươi rồi. Ta vốn giữ lại cái chiêu này cho sự huynh vương hằng của ta. Bây giờ xem ra không giấu được. Hãy biến hình. Wow, lực chiến cao lên rồi.
Đi chết đi. Thôi nguy rồi. Cái chữ gì đây phát sáng thế này? 128. Không gì vậy? Thượng tiên, có nhiên là ngươi, Vương Kỳ. Ấn ký này là đầu sổ gây tội khiến núi thành dòng Thanh Lam dị động, phá hồi phòng vệ của cổ thượng quốc ta, lâm hại thượng tiên. Vương Kỳ, ngươi đã biết tội chưa? Thượng tiên chẳng qua chỉ là một phế vật ở tinh cầu khác mà thôi. Ở thế giới đó lấy nước hoa thực phẩm các loại đến để đổi pháp bảo cực phẩm của chúng ta bên này. Ngươi xem, hắn hấp thụ sức mạnh lôi thú, chẳng qua cũng chỉ vừa đến nguyên anh kỳ đỉnh cao. Đây là chứng cứ, là thật sao thượng tiên? Hắn không nói dối. Vương Kỳ, chuyện của hắn bỏ qua trước. Ngươi tự ý luyện cấm dược, phản bội sư môn, theo lý phải phế hết công pháp. Vì tư thù cá nhân, gây ra dị động ở núi Tình Lâm, khiến chiến sĩ nước cổ thường thảm trọng, người khó thoát khỏi cả chết. Nực cười, ta cung cấp dược tề thỏa mãn dục vọng của họ sai ở đâu? Dị động núi Thành Lam cũng là một lần thử nghiệm của ta, dùng tốt có thể rầy ra uy hiếp vô tận với địch quốc thu nạp ta. Ta có thể đưa các người chiếm hữu, chiếm lĩnh hai thế giới, lựa chọn lừa gạt phế vật thì hay là lựa chọn tin tưởng người có thể cho nước cổ thượng được nhiều hơn như ta. Tuy hơi khó nghe nhưng quả thật là mình là kẻ khoác lác, lần này xem ra lên ít dữ nhiều rồi. Vương Kỳ, ngươi phạm tội trồng chất với nước cổ được, nhất định phải bắt về quỷ án. Bắt ta? Vậy các ngươi phải tự cố gắng hơn rồi. Cái gì? Bắt Hồng Tụ làm con tim, mình mới có thể thoát khỏi đây. Đừng hòng động đến một sợi tóc của cô ấy. Thượng tiên, sao lại có thể? Sức mạnh của hắn sao lại lớn như thế? Còn giữ được lâu hơn cả mình. Hắn thuộc phục lôi thú, hay có thể dưỡng phụ lôi thú chỉ báo của tinh hồn lôi thú. Lôi thú đang cung cấp điện cho lũ lỗi. Có nguồn cung cấp điện thì sợ thằng nào? Đắc đạo được giúp, thất đạo bị bỏ mặc. Thất bại của người là vì sự ích kỷ của người. Các người lại lựa chọn tin tưởng tên lừa gạt kia. Hắn không phải kẻ lừa gạt, chúng ta tin hắn, bởi vì mỗi người ở đây đều chịu ơn của thượng tiên. Không chỉ hắn là thượng tiên, còn là vì hắn có một trái tim chân thành, thật lòng muốn tốt cho chúng ta. Thượng tiên, người không sao chứ? Thượng tiên, đừng cử động để ta trị thương cho ngài. Các ngươi sẽ phải hối hận. Thượng tiên, nếu chiến sự nối thành làm đã định, hôn phạm bị bắt về quy án, chi bằng ở đây một chuyến, giới thiệu một chút về thế giới của cậu. Tôi xin nhận ý tốt, nhưng tôi phải trở về rồi, phải khiến người phụ nữ đột gia nghiệp của tôi nở máu trả máu. Tập 129. Ai đây? Cuối cùng cũng dựa vào thuốc của chị Ngô độ kiếp thành công rồi. Giờ tôi đã là nguyên anh cảnh. Chị, sao vậy? Cậu chết sẽ có ích hơn là sống đấy. Trở thành con rối tử linh tục của tôi đi. Dân chủ nhân, quá dữ. Ngôi biệt thự lưu ra. Đây là trận chiến cuối cùng. Đời đã lâu rồi. Bảo tù cho chủ nhân. Cuối cùng cũng đã đến đây. Món nợ của người anh em họ võ còn chưa tính xong đâu. Đây là chiêu hoán núi Thanh Lam. Lấy nào là Ngô Thiến muốn? Cậu đang đúng đấy, lưu lỗi. Tôi chiêu hoán tà thường trời thanh nữ trở thành nữ hoàng của thượng đô, chỉ nát hư không, bành trướng hỗn độn, vạn linh quy tông, tà thần giáng lâm. Chúng ta phải chia ra hành động, tranh thủ thời gian nhanh nhất phá hủy tất cả mắt trận. Nếu không để bà ta gọi tà thần, cả thượng đô sẽ nguy hiểm. Được rồi, tôi đi bên trái, tôi đi bên phải, tôi sẽ trợ giúp Tôn tiểu thư. Chúng ta xông qua từ chính diện, phải phá hủy tất cả mất trận, nếu không sẽ không làm tổn thương được Ngô Thiên. Bên trái biệt thự, sao lại có thể là ông?
diệt chết tất cả mọi người. Tứ linh tề gia nguyên anh tầng 7, những người mà lúc đầu rất gờ gớm bây giờ về sau thành con rối hết rồi. Đây là thi độc bên phải biệt thự Long Tiêm, đó là ai vậy? Đã tụ bị tề gia lấy đi, có cực có tiềm lực nhưng bây giờ xem ra đã bị Ngô Thiến giết rồi. Chỉ là một người chết, sợ hắn làm cái gì? Giết luôn. Tử linh Long Tiêm nguyên anh đỉnh cao, khi bước đầy quá bá đạo rồi. Chiến dịch tổng cộng chết nè, đâm ngược lại rồi, thực lực chênh lệch quá lớn. Hay là anh ta không thể bị đòn tấn công đơn giản của mình đánh bại? Tôn tiểu thư đừng sợ, Hà gia có chiêu có thể lấy yếu địch mạnh. Hà khoan khoan, cô làm gì? Dừng tay, sau này phiền cô chăm sóc anh luôn. Tự bảo nhưng không chi nhê. Áo nghĩa tôn gia nhiên hồn thất sắc, 8 đứt đôi ra rồi, còn biết chết không? Tính ăn mộng của tà đông thi độc này thật là mạnh, dính vào chắc là không thoát ra được. Vậy chỉ có thể toàn thân thạch quá, ít nhất có thời gian bính bớt tính ăn mộng của thi độc. Nếu không lại thì quản lý, ta phải dùng thi độc của người ăn mòn người. Chết nè, quánh tác mồm luôn, rớt đầu rồi. Nếu không phải anh lỗi cho mình vài công cụ phòng ngự cực phẩm, đánh nhau vượt cấp thực sự không chịu nổi. Cùng thời điểm đó, bên một trận đánh nhau phía bên khác, lưu lỗi làm sao có thể? Ta thử lại là cha của Lưu Lỗi, Lưu Tịnh, Hóa Thần Kỳ tầng 2, tập 132. Có bị trùng trùng với cha người, cảm giác thế nào? Quả nhiên, bà đã giết chết cha tôi. Ai bảo ông ta không chịu hợp tác chứ? Đồ khốn! Riết là thần tiên từ dưới đất trên trời xuống hết rồi. Còn may, trước khi đi Hoa Tướng Quân đã chỉ dẫn cho mình một chút rồi. Có cánh động hư tầng 3 Lưu Lỗi, rút hàng ra. Chà, có quà cố lại. Cười rồi. Chuyện gì vậy? Chắc cậu lợi hại hơn cậu nhiều. Ông ta có thể hấp thụ tất cả năng lượng. Tội lỗi, trở thành con rối của tôi đi. Cậu có tư cách đó. Tuy chưa thành thục nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Dùng lôi điện kích thích toàn hiệp, hiệp vị toàn thật, cường hóa nhục thể. Năng lực không xài được thì chơi bằng thở lực. Ây da, năm đấm của cha cũng có thể hấp thụ điện năng của mình. Nào nào bà bối, trở về cái ôm của mẹ nào. Tập 32. Chà, cứ như là sứ giả của thần chết vậy. Thật là náo nhiệt, như vậy không gọi tôi, chê tôi lớn tuổi quá sao? Đã nói là Hà Gia sẽ trợ giúp cậu, không nói một tiếng chẳng có thú vị gì cả. Xíu chút nữa thì tiêu nữ Hà Gia của chúng tôi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Đến hay lắm, cùng giải quyết các ngươi là được rồi. Người ở đây trừ Mảnh Gia đều từng giao thủ với Lưu Lỗi, nhưng đều trở thành bạn của cậu ấy. Năng lực thu hút của tiểu tử này vượt qua tưởng tượng của tôi. Truyền công, truyền công, truyền công và truyền công. Cuối cùng, số người anh em siêu nhân đã hợp lại thành một, trở thành Lưu Lỗi, cường giả.
Sự gửi gắm của mọi người tôi đã nhận được rồi. Bố, bố hãy nhìn xem con đường trưởng thành của con đi. Sáu sự sức mạnh hợp lại thành một. Hết sức. Không biết ai thắng ai thua đây. Cuối cùng phản diện đã. Chà, yên nghỉ đi. Con trưởng thành rồi. Không, không, không thể nào, không thể nào. Một quyền cuối cùng này giữ lại cho bà. Xong rồi, hư khuôn mặt luôn rồi. Đều, kết thúc rồi. Cuối cùng cũng đánh thắng rồi. Nếu cô ấy đã trả thù xong rồi, vậy chuyện của các con cũng nên sắp xếp rồi. Ông trong khách sạn hào hoa, lễ kết hôn của hôn lỗi, hôn lâu lỗi, mảnh phù giao. Cô nàng này, nếu trong số mệnh của cô có cuối cùng sẽ có, không có thì đừng cưỡng cầu. Không phải tôi không cam lòng, mà tôi rất vui mừng. Có cần buổi tối giúp cô đi tập kích không? Lần nào cô cũng xúi tôi gây chuyện. Cô không muốn sao? Muốn chưa? Cái gì? Tần Lan, Tần Lương mất tích rồi. Đi tìm cho tôi. Mấy cái đứa nhóc này. Dị giới thế. Thanh Phong Sơn. Đến dị giới rồi. Ông nội, tổ chức hôn lễ cho anh lại đào hôn. Anh không muốn hoàng minh chính đại lấy em đến vậy à? Ở bên đó, em phải làm chủ tịch. Anh phải làm ông chủ. Lúc nào cũng phải lo lắng cho công ty. Vẫn là dị giới nhàn nhã thoải mái hơn. Anh đó chỉ thích được nhàn rỗi. Sai rồi là cũng nhàn rỗi với em. Hết chuyện, cuối cùng chuyện này đã kết thúc. Một kết thúc có hậu. Chúc mừng cho cặp tình nhân này đi. Anh em ơi, chuyện đã kết thúc rồi. Anh em hãy chúc phúc cho họ và một kết thúc có hậu cho đội viên ương. Cuối cùng AD cũng có thêm một bộ kết thúc rồi.